Sang năm mới 2021 có rất nhiều điều đổi mới và một trong những điều đó chính là việc thay đổi thẻ căn cước có gắn chip điện tử. Nếu như chứng minh thư trước đây chỉ lưu trữ những thông tin cơ bản của công dân thì nay đã được nâng cấp lên thành thẻ căn cước công dân có gắn chip, tích hợp nhiều loại giấy tờ cùng một lúc. Thẻ còn bổ sung thêm ngôn ngữ, tiếng Anh, chính vì vậy mà bạn có thể sử dụng nó thay thế hộ chiếu vì vùng nước ngoài ngày càng tiện lợi hơn rồi. Đừng quên rằng Việt Nam chúng ta vừa ghi nhận thêm những ca mắc mới và có nguồn gốc từ nhập cảnh. Vậy thì tại sao thay vì check-in ở nước ngoài vào dịp Tết, chúng ta không thử check-in tại ngay con đường bích họa mới này? Có thể thấy từ một bức tường cũ tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã được hộ biến để tô điểm bằng những địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Tác phẩm này được tạo nên từ chính các bạn đoàn viên thanh niên ở địa phương để chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Trước khi ra bức tường này được vẽ, đó là cái chỗ mà mọi người hay vứt rác. Và sau khi vẽ tường lên thì cái thứ nhất là về cảnh quan thì rất là đẹp. Ý thức người dân cũng được cải thiện hơn. Mà thực hiện cái bức tranh này thì trong quá trình đấy thì bọn em cũng đã được anh họa sĩ hướng dẫn bọn em rất là nhiều. Từ những cái đấy thì bọn em đã hoàn thành được tổng thể cái bức tranh này. Không cầu kỳ, những ý tưởng đơn giản nhưng đã mang đến những tác động lớn, qua đó góp phần vào việc xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại. Chưa gì đã thấy không khí Tết đến rất gần rồi. Thường thì đến tầm này, nhà nhà người người đều bắt đầu đi đổi tiền mới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết, nhà nước đã dừng phát hành tiền lẻ mới đến năm nay là năm thứ 8, nhằm tiết kiệm và giảm các loại chi phí cho ngân sách nhà nước. Chính vì vậy mà tiền lẻ... Em ơi, đổi tiền lẻ không? Có tiền lẻ mệnh giá nào anh có? Ui, thế anh định đổi phí thế nào anh? Nhá, em đưa anh 1 triệu, xong anh sẽ đưa cho em 800 nghìn tiền 1 nghìn. À, cũng được, nhưng mà đổi nhiều thì sao ạ? Đổi nhiều anh bớt cho, khuyến mại luôn ạ? Ừ. Thế nếu bây giờ mà em đưa cho anh 1 triệu để em đổi lại 40 triệu thì có được không anh? Ừ, em khôn đấy. Có được không ạ? Không được, anh thế, luôn à? Thế thì anh không biết có thông tin này rồi. Theo quy định, hành vi đổi tiền lẻ lấy phí sẽ bị xử phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng, tùy vào mức độ vi phạm mà hình phạt sẽ được áp dụng tương ứng. Không cần biết bạn đổi tiền lẻ với mức phí nhận được là bao nhiêu, chỉ cần việc có hành vi đổi tiền kiếm lợi nhuận đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính. Đây đâu? Ơ, anh ơi, không đổi tiền nữa à? Ủa thôi chết rồi, muộn giờ đi tập táo quân rồi. Vậy là các táo đã sẵn sàng đến với đêm diễn đầu tiên của Táo Quân 2021. Chương trình Táo Quân 2021 đã hoàn thành tổng cộng 3 buổi ghi hình vào tối 26, 27 và 28 tháng 1 tại Hà Nội. Năm nay, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Chí Trung, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Trung Ruồi, Mạnh Dũng, Duy Nam. Đặc biệt, Lâm Vĩ Dạ là nghệ sĩ miền Nam duy nhất xuất hiện trong chương trình và sẽ có màn tái hiện lại hình ảnh bắt đầu những năm về trước. Chỉ một vài hình ảnh đó thôi, nhưng tôi đã cảm thấy vô cùng háo hức. Đêm 30, lập tim để ngồi xem Táo Quân ngay thôi. Năm nay ắt hẳn Táo Y tế sẽ phải nở mày nở mặt lắm đây. Ai gọi y tế đấy, có y tế đây. Tôi đâu có gọi. À, chị đến hỏi thông tin nhận thưởng vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi chứ gì. Đây có phải là một trong những thông tin trong nội dung khuyến khích duy trì mức sinh trong thông tư Bộ Y tế vừa ban hành không nhỉ? Đúng rồi đấy, thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 đấy. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư ở 21 tỉnh thành thuộc vùng mức sinh thấp, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được thưởng tiền hoặc hiện vật. Ngoài ra, xã nào có 3 năm, 5 năm liên tục đạt và vượt mức tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ 2 con cũng sẽ được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.